Em quê tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào tháng 3, từ một trang mạng xã hội tìm việc làm, em được hứa đi làm phục vụ cho các nhà hàng quán karaoke. Em quyết định giấu bố mẹ bỏ nhà đi làm. Thế nhưng thực tế lại bị nhóm đối tượng đưa đến Lào Cai và cưỡng ép bán dâm. Em từng bỏ trốn nhiều lần, sau đó bị nhóm đối tượng bắt lại và tiếp tục đánh đập. Không dám tới chỗ là ông lại cái đuôi mạnh. Như tới chỗ là ông đánh, ông lại ra anh dò. Nghe dò chặt tay chặt chân luôn rồi. Không ít nạn nhân là những bạn trẻ bị lừa khi tin vào các lời mời, hứa hẹn việc làm trên mạng với các mức lương hậu hĩnh. Em gái này tham gia một nhóm kín trên Telegram và cũng bị lừa như vậy. Em muốn rút thử tự. Em nghĩ nhưng mà em suy nghĩ lại mình có gia đình, còn em nhỏ. Theo tài liệu của công an, tháng 3 năm ngoái, một nhóm đối tượng đã thuê căn nhà ở thành phố Lào Cai để ở, đồng thời tuyển thêm một số cô gái hoạt động mại dâm trá hình dưới hình thức nhân viên rót bia. Các đối tượng liên hệ với lễ tân nhiều nhà nghỉ khách sạn để liên kết tạo thành đường dây khép kín. Trang Facebook cá nhân của một trong những đối tượng hiện được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này, với những dòng đăng công khai, số điện thoại và thậm chí cả tài khoản là tư vấn việc làm, giúp đỡ cho rất nhiều người. Với những bài đăng về việc là có một cuộc sống giàu có, thảnh thơi, không phải làm nhiều, thế nhưng thu nhập rất cao, đi du lịch khắp nơi, sống một cuộc sống sang trọng. Và đây chính là những cái bẫy để hút rất nhiều nạn nhân. Theo lời khai các nạn nhân, nhóm đối tượng còn thực hiện đưa một số em sang nước ngoài để làm việc với mức lương 100 đến 150 triệu một tháng. Công an đang làm rõ các hoạt động này. Các nạn nhân, cái mô đi đi, chỉ với cái lời hứa là đưa đi để làm việc với mức lương cao. Với mức lương cao, bản thân các em không biết là mình sẽ bị bán, mà chỉ biết rằng đang chuyển đi để làm việc. Đấy, và cái quá trình mà các em bị chuyển giao như thế, các đối tượng hứa hẹn với nhau nào các em đều không nắm được cả. Cái tình hình mua bán người trong nội địa thì vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng trong nội địa đã cấu kết với nhau để hình thành đường dây mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, đưa từ tỉnh này sang tỉnh khác để thực hiện cái hành vi như thế này, theo mưu đồ của chúng. Lực lượng công an khuyến cáo các gia đình phải quan tâm đến con em trong các mối quan hệ cá nhân, nhất là trên mạng xã hội, để không bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo.